Hello, hello, tài chào cả nhà Tài chào cả nhà, cả nhà ơi Bản tin uh, buổi sáng uh, Bên Lê nha cả nhà uh, Bản tin buổi sáng uh, bên bên Lê uh, Bản tin uh, nóng nha cả nhà ơi Rồi ừ, tài chào cộng uh, đồng mạng và khán giả Đã yêu thương kênh của tài Giàu xem ủng hộ cả nhà ơi bản tin buổi sáng tài đang uống cà phê nghe bản tin nóng à, bữa nay là ngày 4 tháng 11 2024 đó cuộc sáu là chính thức đưa đơn kiện vô ơn là trộm két sắt ở cả nhà đó thì cả nhà mình cho cái bình luận coi trộm két sắt là có thể là vô ơn có thể là đi tờ hay không ha có thể là đi tờ hay không có thể là đi uống uh, tờ ha hay không cả nhà thì bây giờ là về danh nghĩa là con vô ơn là con nuôi không hợp pháp ha con nuôi là không hợp pháp là giấy tờ là chưa có rõ ràng thì là đúng là là người dân chơi nước lã chứ không phải là vô ơn là máu mũ ruột thịt của gia đình của uh, cô nghệ sĩ thì bây giờ cả nhà mình nó là cho một cái uh, xem rồi cho mình một cái bình luận có thể vô ơn ủ tờ hay không đó. thì bây giờ là mình uh, thí dụ cho cả nhà mình ha thí dụ như gia đình ruột mình đi mình có là đứa con ở trong gia đình nó thì bây giờ đứa con đó nó chơi bờ nó chơi bờ thí dụ là chơi cái này chơi cái kia đó là mà không có tiền có bạc thì nói về nó trộm cái sắt của mình mở cái sắt của cha mẹ mình đó rồi nó lấy cái số tiền mình cho rằng lấy số tiền bạc tỷ đi thì khi cha mẹ phát hiện và làm đơn tố cáo ha à, tố cáo chính là người con mình thì cả nhà cảm thấy là cái người con đó có thể là ủ tờ hay không ha à, thì mình tin chắc rằng pháp lực sẽ vào cuộc và điều tra ra đúng là sự thật một người con này là con ruột của mình ngang Mà trộm két sắt Đó Thì pháp lực xử lý như thế nào Đó Thì đương nhiên là phải là Dính vào dòng pháp lực thôi Hữu tợ Phải không cả nhà Đó. Trừ trường hợp Mà cha mẹ Thưa rồi Thưa kiện rồi Nhưng mà cha mẹ bãi nại thí dụ như vậy bữa nại là xin là pháp lực là tha cho con mình thì đó là lúc đó là pháp lực mới là cân nhắc lại sau đúng không có nhà còn cái này bây giờ chuyện nó là trắng đen rõ ràng rồi nó cái con bành thị vũ ơn này nó nó cũng không phải là con ruột nó không phải con ruột là chắc rồi đúng không cả nhà đó nhưng mà con nuôi con nuôi đó, con nuôi mà bây giờ là giấy tờ không hợp pháp nó là nó là người dân đó, giấy tờ nó là làm giả này tất 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 cả các cái thì nó là không phải là con nuôi hợp pháp rồi nó nhưng mà nó đã cải kết sắt mở cái sắt nó lấy là tiền bạc của cải vàng dòng nó là hồ sơ sổ sách gì của cố nghệ sĩ hết thì bây giờ cả nhà thấy là bây giờ cái tình hình nếu mà cô xấu nó đưa đơn kiện thì con vô ơn này phải dính vào dòng pháp lực hay không cả nhà đó à, quá vui quá vui cả nhà ơi quá vui ha quá vui đó cả nhà mình xem rồi cho mình cái bình luận ra nha cả nhà mình vào xem cho mình cái bình luận quá vui quá vui cả nhà ơi vui quá xá là vui cả nhà ơi ôi vui quá xá là vui đó vui lắm cả nhà ơi ha à, cứ cả nhà mình vào xem bình luận cho mình nha cả nhà Thì uh, tiêu rồi cả nhà ơi Tiêu rồi Là con vô ơn Bành thị vô ơn <laughs> Nó không có đưa chạy đường trời nào khỏi nắng mưa hết cả nhà ơi Đó Khu 6 là tiến hành là, là uh, pháp lý rồi đó, cộng đồng mạng mình cứ an tâm đó, trong chờ ha một ngày gần đây cả nhà mình cứ theo là ủng hộ gia đình ruột thịt của cố nghệ sĩ Vũ Linh cô sáu Hồng Phượng chú bảy đó. đó để đi đến con đường pháp lý này cho đến là tới cùng luôn nghe cả nhà mình quyết tâm ngang tới cùng luôn đó mừng quá cả nhà ơi vui 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 à, tin là tin bản tin nóng ở dĩa hè nghe cả nhà tin nóng ở dĩa hè nghe thì nói thẳng là mình cũng chưa có là chính xác ha à, mong cộng đồng là xem và bình luận coi như thế nào ha đó chính thức hôm nay 4 tháng 11 một hai nghìn hai cô sáu đưa đơn kiện bành thị vũ ơn trộm két sắt của cô nghệ sĩ vũ linh đó đã quá cả nhà ơi rồi thôi bản tin uh, hôm nay à uh, tài uh, tạm dừng ở đây hẹn cả nhà mình uh, bản tin uh, tiếp sau nếu uh, tài có lụm lặt được uh, thông tin nào thì uh, tài cũng uh, báo lên cho cả nhà mình biết ngay cả nhà thôi tài tại đây thôi máy bay chào tạm biệt cả nhà nha máy bay